Sáng ngày 6 tháng 1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, Bộ Tài chính chủ động xây dựng và triển khai các phương án điều hành đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước, các cấp tập trung ưu tiên nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã tham mưu kịp thời đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ cấp có thẩm quyền thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân với tổng giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí được miễn giảm, gia hạn khoảng 144.000 tỷ đồng. Trong tổ chức thực hiện các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, cơ quan thuế, hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Qua đó, số thu ngân sách nhà nước năm 2021 tăng trưởng đạt trên 1.560.000 tỷ đồng, vượt 16,4% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 đạt gần 1.880.000 tỷ đồng, bằng 111% dự toán, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi thường xuyên, chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội. Đối với tỉnh Yên Bái, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 đạt trên 4.380 tỷ đồng, bằng 109% dự toán tỉnh giao, 122% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 ước đạt 10.900 tỷ đồng, bằng 96% dự toán tỉnh giao,